Lên Duy cứu tao. Hai, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cu. Ủa cái gì vậy ta? Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với cu khoa vlog 7 ba thằng rồi. À, chào mừng các bạn đến với God Hub TV. Mình và Linh đã biết được câu chuyện của bé Nhi, thì hai đứa mình quyết định tập hợp lại và đi về đây để xử lý cái việc này. Tại vì hôm bữa mình coi video của Khoa thì mình có thấy được là có tới hai cái thế lực nó nhập vào thằng Khoa. Một cái thế lực cố ý phá cái buổi lễ đó, còn một thế lực thì cố gắng ngăn cản. Cho nên mình nghĩ cái thế lực đầu tiên là thế lực đó, có nghĩa là bé Nhi và ông Thổ Địa. Còn cái còn lại là một con quỷ, chắc cú luôn. Bậy, không phải quỷ. Bởi vì á, con quỷ mà nhập vào Khoa thì chắc chắn Khoa nó đã tiêu đời rồi. Tao nghĩ á, đó là một cái linh hồn nào đó. Nó lang thang ở đây nè. Trong lúc Khoa làm nghi thức á, thì á, nó nghe được cái câu chuyện của Khoa. Bởi vì vậy sao không? Bởi vì âm binh đã trở về vào tháng 7, lúc đi ngao du và dần dần như nước chảy. Đúng á. Có thấp TV chứ đâu phải có. Ấy, lộn. Bởi vì á, tháng 7 á, là tháng của cô hồn. Cho nên nó cồn nó vất vưởng rất là nhiều luôn. Cho nên mình nghĩ đó là một cái linh hồn mà ma gì đó thôi chứ phải là quỷ. Ma nào rảnh vậy? Mẹ tao đang làm nghi thức. Ok thì mình nghĩ hai cái ý kiến từ Duy và Linh nó đều có một cái sự liên kết. Tuy nhiên là khi mà đọc comment của các bạn á thì mình thấy các bạn có comment đó là Thổ Địa và bé Nhi đã cùng nhau và hỗ trợ mình. Còn một cái thế lực còn lại á đó là người cha. Thì có một số bạn comment như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì như thế nào tụi mình vẫn chưa biết được đó là ai và nó là cái gì. Cho nên ngày hôm nay nhóm của tụi mình quyết định ra ngoài đây và đi tìm hiểu xem coi thế lực đó là cái gì, để mà mình có cách xử lý về cái vụ của hai mẹ con bé Nhi. Thì hôm nay bọn mình đã chuẩn bị đầy đủ hết tất cả mọi thứ để mình xử lý cái con này luôn. Đây, đây mình có đó là bùa năm vị thần giữ cửa và nếp muối. Để mình hay gọi vui nó là bơm trừ tà nha các bạn. Nó giống như cái bơm trừ tà bằng đậu ở bên cậu bé Mai vậy. Còn đây, đây là cái chuông huyền thoại của nhóm mình. Cái này là chuông mình thỉnh được ở trên núi của phần có đường liên của phần 3. Mày làm gì lên? À, ở đây á mình có đem theo một cái bát quái và mấy cái lá bùa. Một lát á mình sẽ thực hiện một nghi thức đó là tìm kiếm linh hồn. Bởi vì mình nghĩ ở đây á đang có một cái linh hồn nào đó nó nghe lén tụi mình. Cho nên một lát mình sẽ thực hiện cái thức tìm kiếm linh hồn. Tháng 7 mà cái đầu có nuôi con. Đúng rồi. Lùm tà la vì thôi được rồi, không vì nữa đâu. Ok. Rồi cái đó, ủa mấy cái đó bùa để làm gì vậy? Thì một lát á tao làm cái tìm kiếm linh hồn nè. Cái đó, ủa mấy cái đó bùa để làm gì vậy? Gì Khoa? Gì ông nội? Mày mất khiều tao. Mày điên hay tự nhiên tao đang nói chuyện với Linh thì khiều cái gì? Nè, một lát tao có 6 cái lá bùa. Một lát tao sẽ làm cái thức tìm kiếm linh hồn như thế này nè. Đó. Rồi. Mẹ gì? Tìm kiếm linh hồn như thế này nè. Đó. Mẹ gì? Cái gì vậy? Mày vô dai tao. Mày điên hết. Mày điên gì vậy? Tao đang cầm camera mà tao đang nói chuyện với thằng Linh thì... Hai lần luôn. Chắc cái con gì mới bay bay á, nãy giờ tao thấy mấy con chuồn chuồn nó bay vòng vòng cà cà, có con nó đậu ngay đây nè. Đó, con chuồn chuồn nè. Chắc mấy con chuồn chuồn nó bay vòng vòng á chứ gì. Mày chuồn chuồn lại gần tao tao mới nghe chứ. Thôi cái mẹ đi. Rồi ok. Thôi thì mình thằng Linh thì nó cũng chuẩn bị bát quái rồi, đầy đủ hết rồi. Còn mình thì mình đây. Kiếm gỗ đào và kèm theo đó là chỉ ngũ sắc nha các bạn. Lát nữa chắc là mình nghĩ sẽ có công dụng. Thì rồi. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện một nghi thức đó là chính là tìm kiếm linh hồn. Mình sẽ đặt một cái bát quái này xuống trước nha các bạn. Sau đó mình sẽ cắm lá bùa này xung quanh. Hình như cái nghi thức này mày đã từng làm ở bên kênh mày rồi đúng không? Đúng rồi. Đó mình có một thực hiện một nghi thức là tìm kiếm linh hồn của Tiểu Tam á các bạn. Rồi, mình đã xếp như thế này rồi nha các bạn. Đây có 6 lá bùa và một cái bát quái chính giữa. Ủa, bữa tao nhớ 8 lá mà.
6 lá cũng được nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ đốt cái lá bùa này và mình niệm một câu thần chú vào đây. Sau đó mình sẽ đợi một xíu để xem cái cây kim này nó có nhúc nhích hay không nha các bạn. Cái thức này thì mình bắt buộc mình phải đợi một lát để xem coi nó có nhúc nhích được cái cây kim chính giữa hay không. Hả? Lâu rồi hả mày? Lâu rồi, lâu luôn mày. Nghi thức mày gù bắp hay sao vậy? Tại gù bắp ba. Có khi nào hồi bữa mày làm 8 cái mà bây giờ cái mày làm 6 cái, cái đó mất linh không? Không, 8, 6 cũng được, 6 cái thì nó chậm hơn một xíu thôi. Dạ. Ôi. Cái gì vậy? Tao mới vừa nghe giống như có ai nó đậu lên cái... cái nhánh cây đó đúng không? Tự nhiên... tao quay được, tao quay được. Lấy cái đèn gọi người ta thấy gì không chứ? Lấy cái đèn gì? Nó giống như là nó đi mất rồi. Mày điên sao mày thấy được? Như là nó đi rồi sao mày? Cái kiểu đó là nó nhúng xuống nó nhảy thì mất rồi. Ê ê, tao nói nghe nè. Sao? Nếu mà cái la bàn của mày nó không phát hiện được thì hồi đợt mày đưa mày chỉ với tao á, cái cách của mày á. Nhớ rồi. Lấy cái lá nơi chỗ vừa có âm khí nặng. Ok. Sao hay được. Dạ. Leo lên. Lấy cái cây hay lấy cái gì đó. Lấy bất kỳ một cái lá hay cái gì ở trên đó. Tại vì khi mà cái linh hồn mà nó nhảy đi á, là nó sẽ để lại cái âm khí. Hiện tại vẫn còn được á. Lấy cái gì? Lấy. Đó. Lụm lá. Một lá đúng không? Nè, một lá. Ok. Đi. Rồi, được rồi. Miếng nữa. Đúng rồi. Không mấy nào. Đó. Rồi. Mày cầm. Cầm mấy đá lại. Cái quẹt đâu vậy? Quẹt kìa, ngay trước mày kìa. Rồi đưa cái kim cho nó gì? Đây, đưa camera cho tao. Camera này, cầm cho mọi người thấy rõ. Này mọi người. Xin chào, xíu gì? Đó. Bây giờ nếu mà thật sự có cái linh hồn nào á thì nó sẽ có một cái hiện tượng nào đó. Ê, hình như. Nó hướng vào bên đúng không mày? Kìa. Đúng không? Rung mày ơi. Ôi, khoai. Gì vậy? Ê, cho con gái tao hãy. Hồi nãy nó xoay hướng khác kìa. Nó xoay hướng bên đây rồi nè. Cái này nó mới vừa nhúc nhích xong tới bên đây luôn. Hồi nãy là hướng bên kia. Ok. Rõ ràng không? À? Nãy là hướng bên kia. Bây giờ sao hướng bên đây nè? Đúng má, vậy là... Nhưng cái thứ con linh nó chậm. Vậy là cái lá ở trên đó chắc chắn sẽ có một cái linh hồn. Rõ ràng. Biết sao mà nãy nó xệ xuống vậy được. Bây giờ tao cầm lên thử coi nó còn nhúc nhích không nha. Đưa camera đây Khoa. Vậy là nó sắp ấy hả? Nó sắp chuyển động rồi đó. Rồi sao nó nhúc nhích rồi ta? Ê! Đó. Nó nhích. Có khi nào là nó muốn mình gì đâu. Ôi. Cầm đèn đi mấy. Đây. Cầm đèn nhé. Bên đây đúng không? Thì nè. Chỉ đi đâu đi đó chứ sao? Mày gọi đèn tao đi nha. Ê, đây. Tao. Đừng. Mày đừng để cái chuông, đừng có sử dụng cái chuông. Mày đeo tao cái đèn đi Khoa. Đeo nào tao cái đèn đi. Đeo cái đầu luôn hay sao? Đúng rồi. Tại vì... Rồi, bẻ xuống xíu nha. Cho nó mờ xuống xíu đi. Cho một cái mức mờ đi. Ok. Mời cập xuống xíu nữa. Rồi. Ta cố định cái chuông lại rồi. Ta cầm vũ khí sẵn rồi nè. Đi hướng này nè mày. Nó chỉ hướng này nè mày. Nó khó đi lắm, ta cầm ta đang nhìn vô cái đó. Về với mày, mắt cái chỗ đó toàn là cái tối. Bên đây là gì vậy? Bà luôn. Mà nó chỉ thẳng bên kia giờ sao? Vậy
Lên đi trước không có sao đâu. Chặn đồ hết chưa vậy? Rồi, có chung với lại bơm. Ok. Giờ chỉ có sợ rắn thôi chứ ma sao đâu. Ê, ủa sao chuyển qua đây? Ở chỗ này ghê mà sao dám đi? Hơi căng, rồi mày đi đường đó, tao đi đường này. Đi trước rồi tao đi sau. Ủa mà đâu nhất thiết là phải đi thẳng đó đâu. Mày phải đi vòng qua đây, cái mày đi qua đây cũng được mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng vậy. Tao được khó. Ôi, sắp mưa mày ơi. Để thì ta đi thẳng hai cái kim nó nãy giờ nó không chỉ đâu hết á. Sao nó chỉ vậy ta? Ê, nó nhích, nó nhích. Đó. Mày cái sòi đắng không? Nó nhích thẳng bên kia kìa, đi bên kia thử coi. Bên đó có cái cây nhưng mà ai biết nó chỉ đi đâu. Ê cái lá. Ờ hình như rồi có rắn không hả mày? Cái này vui quá mày. Cái cây này nó có vẻ rất là tâm linh luôn. Ê, hình như nó chỉ thẳng vô cái cây đó mày ơi. Đúng rồi mày ơi. Đúng rồi. Đi ra tao. Nó hết chỉ rồi, Thì nó chỉ hướng qua thôi. Tao nghĩ là ở đây quá. Ở đây có cái cây này. Ừ, cây này vui quá mày. Cái sòi nè. Vì nãy nó nói đúng rồi. Không, tao nãy tao lội đèn qua tao thấy mà. Sao nó hết không biết rồi mày? Cái là bàn nó chỉ tôi khác đó tôi để biết. Nó không biết rồi. Có khi nào nó chỉ vô trong cái cây xoài này không? Hết không biết rồi. Tao chưa gì là tao nghe chó nó sủa dữ lắm rồi đó. Hết không biết rồi. Hết không biết rồi mày ơi, giờ sao? Con người coi nè. Ở dưới này coi nó chỉ chỗ nào. Mẹ, hồi nãy nó chỉ hướng thẳng qua đây mà nó hết nhất rồi. Nè Khoa, mày cầm camera Khoa. Nó hết nhất rồi Khoa ơi. Nó chỉ xuống chứ không phải chỉ lên đúng không? Đây có khi nào là nó chỉ xuống hay chỉ lên? Ủa nhưng mà cái camera, cái ba bàn này nó đâu có lên hay xuống gì? Hết nhất rồi, nó chỉ vậy thôi nè, nó chỉ hướng qua đây thôi, hết nhất rồi nè. Vậy là cái gốc cây xoài này nó có... nó có cái điều gì đó. Mày có chân rít đó con mày điên. Rít chi ta hả? Ừ. Mày đạp cái gì vậy? Nó ra cái thấy mẹ luôn á. Cái gì vậy? Sao mày gạt giò tao mày? Mày điên hả? Tao ngồi ở đây mày gạt giò mày chi? Tao thấy nó có gạt giò mày đâu. Giống như là ai mới vừa chụp cái chân tao lại vậy á. Ở đâu? Chỗ nào? Ngay đây. Ngay cục đá này hả? Ừ. Cục đá này dắp cục đá. Không, dắp cục đá là cái chân tao nó phải dính một miếng đất hay cái gì chứ. Ừ, đúng rồi, tao thấy mày bước vô này mày dắp mày té nè. Mà gì đâu có gạt giò mày đâu. Rõ ràng. Có khi nào có cái gì đó nè. Có khi nào có người muốn nói cái gì với mình không? Hay là có cái gì? Có một cái gì đó muốn nói gì với mình ở đây, có cái gì đó lạ. Cái này cũng... đây đâu có gì không mày? Nè mày thấy mấy đất cái xung quanh không? Ngay chỗ này là nó kiểu nước ướt là cục đá nè, nó à. Cục đá nó đè lên đó. Đá lên mới khệt đá lên mà. Mà thấy cái đây có cái gì nè? Ai chống hai cọc tre này làm gì ta? Ba cái cọc tre đó cái gì đâu. Ê đào lên cái gì? Đào lên gì? Cứng quá. À. Ê có cái gì đào không? Kiếm nhánh cây hay gì? Lấy cái gì chọt xuống coi. Kiếm nhánh cây đâu? Tao nghĩ là có cái gì đó chứ tự nhiên cái má mày chơi tao đúng không gì? Mày đi đúng không? Tao rảnh đâu, tao phá tim vậy ba. Mày kiếm cái cây gì chắc thôi coi, đất cứng ngắc mà sao mày đào được bằng cây đó. Để đi kiếm cây khác đi. Đây. Lấy cái ngọn nè, bên đây nè, ngọn cái này được rồi. Cũng mềm mà đâu cứng đâu, chắc tại mưa mấy nay mưa mềm. Mềm quật què chứ mềm. Mày đi. Thấy chắc mềm á.
mà làm gì mày yếu thanh niên trai chết đạo yếu xìu điên cái này gì có cái miếng miếng gì quá trời cái trong cây cây đó vậy cây cây nè đợi cây lên cây mày hạ cái đèn xuống một nấc ơi cái cây cây nó dài mày cây khúc cây thôi chứ có gì đâu đào đào qua khúc cây luôn cây dính cây lên bỏ cây được cái khúc cây đó ra đi cái gì vậy ôi quýt ôi cái gì vậy hình như là mày rút nó ra trong đây luôn nè nó cái gì vậy ê cái này trên đầu nó có cái gì đó ê nhưng mà còn cái gì kìa coi còn gì nữa không ê trong đây có gì nè ơ được rồi mày điên mày điên có cái con gì nó nhảy ra cái thấy mẹ luôn ở trong đó đó ê không có được ủa cái này cái gì vậy cái gì vậy ta ờ giống như cái thuốc thuốc mà ơi có tờ giấy bên đây nè cái gì vậy giấy hút thuốc hả mà chị giấy hút thuốc mày biết thuốc rời không thuốc rời ừ đúng rồi ừ. Ơi. What the hell? Cái gì vậy con gì chắc ê Nhi what Nhi hả đâu đâu nó ghi gì vậy mày 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 hạ đèn coi cái đèn nó sáng quá không thấy được mày đọc coi mày 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 cái coi mày bên nào mày đọc coi gì đây là vật mà bố dượng em dùng để hại người em và mẹ em đã giấu có thể em và mẹ em sẽ gặp nguy hiểm nếu bố phát hiện từ 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 đừng đang trong cái khoảng nguy hiểm mình đi giờ mình đây đeo chỉ vô để lên lên bước ra chứ có gì vậy là nãy con bé nó cố tình nó đừng nói gì hết nguy hiểm lắm mình đang gặp nguy hiểm á tụi bay đừng nói gì kêu vô lẹ lên cắn ra mày cứ cắn đi cắn đi nó hay lắm chưa được đâu nó cứng lắm rồi mày để tới mày Rồi, ok. Ê, chung tao rồi, cái chung. Thôi, được rồi. Mày lấy nó ra lẹ. Tao lấy được. Từ từ. Mày. Đừng. Mày đừng lắc chuông, Mày đi mày bắt chuông để cho tụi nó không. Mày điên quá, mày lắc chuông giống như mày đang báo là lại ông tôi ở ụ này ông nội. Để vô lẹ đi. Cái tay tao khó đeo quá mày. Tao cầm camera. Rồi được rồi. Rồi xong rồi. Mẹ đi, cục gì? Gì cục chim gì? Mẹ, tay tao cầm. Cái gì đâu mà thấy được. Tao đang cầm cái này tao không bù được. Tao cũng có bù may mắn rồi. May mắn thôi chứ không phải là che mắt. Ok đó. Rồi, bù vô. Rồi, bây giờ đi. Mày cầm kiếm đi. Cầm kiếm đi. Cầm đồ chơi chưa? Ê mày cầm ở trong mày cầm cái khúc cây đó luôn đi coi ở trong đó có cái gì nữa không? Rồi, lấy ra coi coi. Tắt đèn. Trời ơi, có cái gì vậy? Hấp dẫn quá vậy. Mày đeo xong hết rồi đúng không? Xong rồi. Cái gì vậy? Cái này mày đưa cái đó ra đi để cho thằng Linh nó mày làm mày cầm cái đó đi cái gì ta em biết gì nhưng mà từ từ để coi biết cái gì cái này như là của bé Nhi nè nghe đọc cái gì đây là vật mà bố dượng em dùng để hại người em và mẹ em đã giấu có thể em và em sẽ gặp nguy hiểm nếu bố phát hiện xin hãy dùng vật này để cứu những người mà bố em đã hại và phong ấn họ Nhi cái tên Nhi nè thì thấy tao nhìn thấy cái này đầu tiên mà nè ok mọi người có thể thấy có khi nào đây là cái bức thư của Nhi nó để lại cho tụi mình không? Còn cái này là cái gì mà? Ừ vậy là chắc hồi nãy lúc mà tao bị ấy chân á. Mày bị ấy chân tao nghĩ là bé Nhi hay là mẹ bé Nhi gì đó. Ok. Mày bị chân mày. Okay. Mẹ bé Nhi ơi. Nhưng mà bây giờ cuối cùng mình đã biết được. Bây giờ là mình đã biết được là cái ông bố mà đã hại nó không phải là bố ruột. Bố dượng. Ở trong đây ghi là bố dượng nè mọi người. Nè. Mượn cái gì? Bố dượng em dùng để hại người nè.
coi. Vậy là nó biết. Vậy là nó biết ông bố nó là hại người. Cái gì vậy gì? Gì trong đấy nè, nhìn ghê quá. Đất cái gì? Đất hay sao? Đất chứ gọi gì? Gọi điện cho cái. Mày gọi cho kỹ. Không phải là đất. Chứ gì ba? Coi trống người nó cứ sợi 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 gớm mấy mẹ. Thôi mày nha. Mày điên, mày để mày đút cái mỏ mày vô mày hỏi mày. Mày điên cái này mày biết cái gì đâu? Cái dùng bơm thuốc, hút thuốc. Mày điên. Sao biết cái đó thuốc cái này nội? Là cái gì của ổng á? Con mẹ nó lấy cái nhang nhít ra, lấy cái nhang nhít ra được không? Lấy cái nhang nhít ra. Không sao, cái nhang đó nãy làm phép xong rồi. Gọi điện cái gì? Coi chừng em mày gỡ cái này ra nó chích vô người bây giờ. Nè chấm vô rồi. Cho nó tay. Rồi rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Gớm quá vậy. Nhìn ghê quá mày. Tao nghĩ là thuốc lá. Cái này thử coi. Ừ, lâu ngày vậy đất đó. Chứ hoặc là thuốc lá chứ có gì đâu. Vâng. Từ từ. Cái gì? What the fuck? Cái gì vậy? Ấy, má ơi. Hình như là tóc phải bay. Cũng có thể là lông. Tao nghĩ là tóc chứ phải lông, lông sao quăng chứ. Tóc. Ghê mẹ mày đẩy xuống mẹ. Ôi má nhìn ghê quá mày. Thôi, ghê quá, ghê quá. Cũng như đem chết vậy. Tóc, tại sao tóc nó lại nằm ở trong cái này là cái tẩu thuốc nè, mình tại sao nó lại nằm trong đây? Khoan khoan, vậy nếu mà bé Nhi nó đã đã chỉ chỗ cho mình vậy nó sẽ vòng vòng ở đây lấy bản cầu cơ. Cầu cơ lên. Có tao có đem. Cái cục cơ đâu rồi? Đây. Cái cục cơ đây. Ở đâu rồi? Ngồi đâu giờ cho. Ngồi đâu chả được. Đây. Nhan dạ. Nhan mới. Nhan đen. Quên túi mày chứ không? Gì? Cất cái tờ giấy đó đi. Với lại cái này nữa, để đây đi nha. Tôi nghĩ là ông này đang luyện cái gì đó nè. À, đúng rồi. Tại vì tóc nó liên quan tới. Nè, mày. Ok. Tôi nghĩ là đang làm cái tờ gì đang xảy ra nè. Ơi chừng dính nó. Ê, chết. Ở dính rượu. Dạ. Để xịt ra. Không để nó đưa để này. Nè. Để bên này hết rồi, bên này xong. Bên này xong hết rồi. Nhi ơi, nếu mà em ở gần đây. Ba thằng chứ. Ba thằng cũng được. Nhi ơi, nếu mà em ở gần đây á thì em hãy cho anh một dấu hiệu. Nhi, nếu mà em ở gần đây thì cho anh một dấu hiệu đi. Anh muốn hỏi cho tất cả đều rõ ràng ở đây anh. Ba đứa anh ngồi đây và sẽ giúp đỡ em. Kỳ đó. Sao nhiễm lên mày? Hồi nãy, tao nghĩ hồi nãy bé Nhi gạt dò mày. Nhưng mà... Tao nghĩ là sao không lên ta? Từ từ mày, để lát nó lên. Từ. Ba thằng ấy ngủ. Nhi ơi, nếu mà em ở đây thì cho anh một dấu hiệu. Ba anh tới đây để giúp mẹ con em. Mẹ em đang an toàn. Làm gì vậy? Đào cơ rút ra, cơ đâu được. Ướp mát, chưa tạm biệt. Ủa, ông nội. Cái gì tạm biệt quá? Sao mày rút ra chi vậy? Ủa làm gì vậy? Nó làm gì vậy? Gì ông nội? What the hell? Cái chuông ở đây mà nó dám. Ủa? Mày là ai? Tao là ai không quan trọng. Nhưng mà ba đứa bay và hai mẹ con nó phải chết. Mày, vậy là ông là bố của Nhi. Mày cầm chuông, tao cầm chuông cho mày cầm buồn. Tao nhớ rồi, để tao. Lẹ. Nhanh lên. Chuông qua đây. Lẹ lên. Ịch lên đầu nó, dán cái bùa lên đầu nó, dán cái bùa. Dẫn mặt với chuông. Ba thằng chứ không phải một thằng đâu mà mày dẫn mặt với tụi tao. Nó vậy chưa ta? Nó chưa, từ.
Hình như là lấy cho tao cái cây nhang đó. Lấy cây nhang đó cho tao, lấy cây nhang cho nó cho tao lại lên. Nè. Bẻ ra. Đưa. Nè. Hỏi tên nó cái gì? Hỏi tên nó khoa. Nó mất. Con nghe kìa. Nó dậy khoa ơi. Mày cho nó từ từ dậy khoa. Từ nằm im, từ từ. Mày bây giờ mày mà bật dậy là mày bị sốc á. Mày cho nó nằm nó xíu đi. Tao nghĩ là hồi nãy đó mày vừa bị nhập cái gì? Má nữa hả? Nó đeo chỉ mà ta. Tay nó còn chỉ nè. Tao cảm giác hình như là cái ông này nó ông mạnh lên hay sao nè. Mình đã đeo chỉ ngu sát rồi mà vẫn bị nhập. Ok, tắt đi. Để cho dì nó nghỉ ngơi xíu đi. Hai, xin chào mọi người nha. Thì hồi tối này Duy nó bị xỉu á, cho nên mình với anh Khoa đã mang Duy về. Nó nặng như quỷ. Nó nặng như quỷ luôn các bạn, thôi nhị chứ nó rất là nặng luôn các bạn. Có 5 ký là mình làm nhiều quá. Ok, thì sau khi mà mình đã tìm ra được cái tẩu thuốc này ở trong cái gốc cây tre các bạn. À không, cái đó là thân cây tre hay cây gì đó, trong cái ống tre. Ok, và trong cái ống tre đó nó là một cái tẩu thuốc này. Và các bạn để ý thấy cái gì ở đây không? Đây, đó. À, tụi mình phát hiện ra có một cái nhúm tóc cháy dở, nó còn cháy dở á, còn ở trong đây nè mọi người. Đó, và một bức thư của bé Nhi nó để lại. Và tụi mình phát hiện đây là một cái món vật mà ông bố dưỡng của bé Nhi đã dùng để đi hại người. Mà hiện tại mình cũng chả biết là hại như thế nào hết á. Nhưng mà mình nhớ mang máng, hồi trước mình có đọc ở trong một cái cuốn tài liệu á, là nó kêu là dùng một thứ có thể gọi là hút hồn của người. Nhưng mà mình không biết nó hút kiểu gì. Nó hút kiểu gì. Ừ. Cho nên tụi mình sẽ tìm hiểu sau ha. Thì bây giờ á, nhóm mình ưu tiên hàng đầu á, là sẽ đi tìm hai cái vật quan trọng. Thứ nhất á, là nhóm mình sẽ tìm một cái vật đó là có thể bảo hộ được cái linh hồn của bé Nhi. Và thứ hai á, sẽ tìm một cái vật nào đó có thể thu phục được cái bố dưỡng của bé Nhi. Và tụi mình quyết định là sẽ đăng hai cái video đi tìm hai cái vật đó lên trên kênh Linh Ẩm Thực và Duy Nhỏ TV. Và cái phần quan trọng nhất đó chính là thu phục bố dưỡng của bé Nhi, cũng như tìm ra cái sự thật về cái tà thuật này, mình sẽ đăng lên kênh Godhub TV. Ok, các bạn nhớ đón xem. Bạn nào mà chưa subscribe hai kênh Linh Ẩm Thực và Duy Nhỏ TV, hãy vào và subscribe để xem những cái sự kiện tiếp theo về đèn kết phách. Và cũng như hãy chờ đón phần 6 đèn kết phách trên Godhub TV nha mọi người. Rồi. Còn bây giờ thì tụi mình xin chào mọi người.